Xin chào các bạn. Hôm nay ngày 15, ngày rằm cuối năm, ngày rằm tháng chạp các bạn. Mình có làm món bún trộn, món chay cho gia đình ăn. Mình chia sẻ đến với các bạn. Ở đây mình có bún, mình luộc xong rồi các bạn, để trộn ăn. Và mình xào củ sắn với củ cải đỏ, ăn chung với giá, xà lách, dưa leo. Còn đây là đậu hũ mình chiên giòn, ăn với món bún trộn. Mình có đậu phộng rang, mình rang mình để trong cái keo á các bạn. Khi nào muốn ăn là mình có sẵn để ăn các bạn. Đây là nước tương, mình xào với khóm với cà chua. Mình ăn chung với ba rô, dầu hành các bạn. Món tráng miệng mình ăn trái cây là cam. Còn đây là bánh bía sầu riêng chay các bạn. Ở Mỹ bây giờ cũng có bán cái loại bánh bía sầu riêng chay này luôn các bạn. Bánh này ăn cũng ngon. Có bánh này ăn mình cũng đỡ nhớ quê nhà các bạn. Mời các bạn ăn cùng mình món chay bún trộn. Mình xắt cam ăn nha cả nhà. Cam không có hột, ăn chua chua hoặc ngọt cũng ngon lắm cả nhà. Sắc trái nữa. Đó, một lát mình ăn bún chay xong rồi cái mình ăn món tráng miệng là cam trái cây. Rồi lát mình sắc ăn nữa, mình sắc tiếp nha cả nhà. Mình chiên đậu hũ để ăn với món bún trộn bún chay các bạn. Mình chiên giòn như vậy mà ăn với nước tương rất là ngon luôn. Giờ mình trở qua chiên thêm một mặt bên này nếu nó giòn nữa là ăn được các bạn. Cái này mình chiên nóng ăn nhiều nó giòn ngon. Chờ tí xíu để cho nó vàng đều, cái này mình vớt lên. Mình gấp bún ra dĩa nha các bạn. Món ăn đơn giản chứ mà ngon lắm các bạn. Rồi mình cho củ sắn với cà rốt. Mình cho một ít dưa leo với rau xà lách đó các bạn, với giá. Mình cho đậu hũ chiên. Đậu hũ này mới chiên còn nóng giòn ăn ngon lắm các bạn. Với đậu phộng rang, và đây là ba rô mình thắng dầu các bạn, ăn thơm mà ngon nữa. Rồi mình cho nước tương vào các bạn. Xong một cái dĩa bún trộn, món bún chay. Mời các bạn ăn cùng mình. Mình trộn bún lên ăn nha cả nhà. Trộn có củ sắn nữa nè, rau, giá, dưa leo.
hủ chiên. Đậu hũ chiên giòn ngon lắm các bạn. Mình chấm với nước tương. Ngon quá. Mình ăn thêm miếng bún. Ngon quá cả nhà. Ba rô mình thắng dầu á, thơm ơi là thơm. Củ sắn nè, mình xào ăn nó giòn giòn, ngọt ngọt, ngon quá. Ăn thêm miếng nữa. Cái món này đơn giản mà ngon lắm cả nhà. Món bún chay. Ngon quá. Mời cả nhà ăn cam cùng mình. Cam nước không à cả nhà? Wow. Cam ngọt mà nước không à? Ngon quá cả nhà. Ăn trái cây cam xong giờ mình ăn thêm một chút bánh bía chay sầu riêng nha các bạn. Cái bánh bía sầu riêng chay, cái bánh có tí xíu à, dễ thương lắm các bạn. Ở bên trong là sầu riêng. À, ngon quá. Nghe mùi sầu riêng rất là thơm. Mời các bạn ăn bánh bía sầu riêng chay cùng mình. Bánh bía hơi ngọt một chút các bạn, mà thơm mùi sầu riêng, ngon. Mình chia sẻ đến đây. Cảm ơn các bạn xem video Hải My Chen Cuộc Sống Mỹ. Chúc các bạn một ngày thật vui vẻ, nhiều sức khỏe, bình an. Hẹn gặp các bạn video tiếp theo. Bye bye!